Tổng hợp video hài hước Team A Giang TV. Biểu không? Gì anh ba? Tối nay nè, mày đặt vé xe tao sáng tao đi Dương sớm nha. Rồi chừng nào không vậy? Ngày mai chịu tao vậy, chừng nào tao về, muốn tao ở chả lắm hả? Mày lo mà đặt cái xe tao đang mời tao đi đó nha, sớm nè. Alo, anh đặt cho em cái vé đi Bình Định khuya nay anh. Rồi, ok. Ở nhà mày coi nhà cửa nha, dạ. Đi mời về sớm đó. Rồi, yên tâm. Gì anh ba? Alo, tao kêu mày đặt xe đi Bình Dương, mà mày đặt xe về Bình Định. Làm ráo tao hoài vậy? Gì trời? Ai biết đâu, tôi nghe gì Bình Dương, Bình Định điện đại mà. Trời ơi, trời. Tiếng này tao về, mày gom đồ khỏi nhà nha. Từ từ. Anh trai. Gì mày? Cái này có gì làm không cho em làm chứ, cái này thất nghiệp quá. Đưa làm phải không? Mà mày có xe không? Có, em có chiếc quay. Ok, có xe được, mà mày phải chạy nhanh nữa nha mày. Trời ơi, chạy em là số 1 rồi. Ủa mà làm gì chạy nữa anh? Làm thì đi theo anh, đừng hối nhiều. Ok, em làm. Giờ vô lấy xe đi làm luôn nè. Gì mà lấy xe em rồi. Giờ mày vô chổng, không có ai kìa. Vô mày kiếm cái gì mày gom hết đi. Ok. Chết mẹ rồi. Trời, tôi dẫn đi đâu đi ăn trộm trời. Để lên phòng được chứ đi đâu. Ai mày? Gì mày? Đi chơi tao bữa mày. Thôi mẹ tao không cho tao đi. Trời ơi, đủ thằng sao mẹ. Mặt con heo mày. Không nghĩ coi buồn không? Nắng 30-40 độ tôi không bỏ nó. Mưa có ngày nó bỏ tôi. Mà nó bỏ mày đâu? Kệ nó bỏ tôi tấm mưa ngên kìa. Trời ơi, trời ơi. Bạn bè với cái quần đùi. Từ từ. Lâu. Dương Nam hỏi chiều nay ăn cơm với gì? Cút. Chiều nay ăn cơm với gì vậy? Tao nói cút. Ông hỏi ông ăn cơm với gì mà ông kêu tôi cút hoài cả. Thì mày bữa nay chết chứ tao nè. Nãy bữa nói gì hả? Tôi nói cút. Mày nhìn luôn nha mày. Cha tôi nhìn chừng ăn cút nướng bị quýnh nó trời. Ủa? Ai biết? Bị không nói rõ ràng. Long, Dương Nam kêu 3 giờ qua nhậu. 3 giờ hả? Ok, 3 giờ anh qua. 3 giờ nhớ qua nha. Ok. Nhậu giờ 50. Nói lâu dưới trời. Hẳn 3 giờ mà giờ này qua chưa mở cửa nữa. Ủa trời cha. Vậy trong hẹn tôi 3 giờ qua nhậu. Trời ơi, hẹn 3 giờ chiều, vợ đi 3 giờ sáng, cha đi con nhậu với ai cha? Ông nội về nói rõ ràng làm ông đi qua đi. Chết luôn rồi. Biểu Long. Gì hả? Chuyện gì nữa? Mẹ cái chỗ mày hốt ba gác đem đi đổ thằng tao cái ơi. Sai hoài, tối ngày. Rác dục đâu anh ba? Mày coi mày đổ đại ngoài đó đi. Đổ đại rồi chó rồi này kia nó bư rồi sao? Vậy thôi mày coi mày đổ đậu tao nè. Dạ anh ba. Mày có tin tao bắt cho mày vài bát không? Găng mày đi mà môi mày ở lại mày tin đâu? Mày biết mà không đi sao mày cũng làm vậy? Tự nhiên đồ quýt tôi. Tao nhớ hồi má mà đẻ mày ra mày tủ con cọp chứ không phải tủ con báo đâu mà theo mày báo tao hoài vậy? Đâu có đâu, em tuổi con heo mà. Mày heo, mày đi lỗi nhà luôn à. Tối ngày sai. Đi đâu hả? Mày coi mày về mày làm chuyện giống đây không đổi tôi. Kỳ trời. Hồ, lết xác gì gà hả? Hiểu không? Dạ gì vậy anh ba? Tao mới mua nãy chú ý chổng á. Mày đem ra mày cúng giùm tao cái đi. Dạ, em đi liền. Giờ để đâu cúng anh ba? Mày coi mày để đâu cúng đâu mà để. Vậy cũng hỏi tao nữa. Đó vậy em có cúng đâu mà biết để ở đâu. Vậy thôi mày coi mày để đụng đâu nè. Cúng mà không biết để đâu nữa.
Dạ anh ba. Thôi rồi, mày xong rồi. Cái gì được chưa anh ba? Tao biết mà tụi mày muốn hại tao chết mà. Tao cho tao chết vợ tao, tao xài, con tao tao sai chứ gì. Ủa ai biết đâu, cũng kêu để đâu, kêu để đó. Mày tiếp tối đeo đó, mày đi luôn. Sao mũi hoài ta? Dì ơi, bẻo ơi. Gì hả? Gì nữa vậy? Mày vô mày lấy cho anh cái chai xịt mũi rồi. Sao mà bữa nay nó nghẹt mũi, sổ mũi quá chịu nổi rồi. Biết rồi, sai tối ngày rồi. Xịt mũi của ông nè quay. Nè mày coi mày xịt giùm anh luôn anh, nghe chỗ này nè, quá trời nghẹt mũi rồi. Thôi rồi, xịt vô luôn mũi đúng không? Mày xong rồi. Xịt nha. Trời ơi quần mày xịt gì vậy? Ông kia tôi xịt mũi thì tôi xịt mũi chứ gì. Cậu cũng xanh mày kia lấy chai xịt mũi cho tao, lấy chai xịt trong trùng. Mày đi từ già. Xịt luôn nha. Dì ơi, ra anh Bẻo ơi. Ngày nào cũng sai chứ. Dù gì nữa cha. Mày đi ra ngoài mày kiếm mồi về. Chiều nhậu bữa nay không có làm được cái gì hết trơn á. Mưa quá mưa. Mưa gió cũng sai được nữa. Đi lẹ lẹ vậy mày. Biết rồi. Nhậu gì cũng nhậu cá mồi chơi. Cái mồi của ông nè. Trời trời, mày mua học cá mồi về chi hả? Ông kêu tôi mua mồi thì mua cá mồi chứ gì. Ông nội ơi, ông nội, đó giờ ông nội có thấy ai mà nhậu cá mồi không? Trời ơi, lộn xíu làm gì ghê vậy? Nè cá mồi nè, chỗ mày nấu cơm mày ăn đi. Chiều nay tao hốt cùng què cho tao nhậu. Ui. Gì vậy mày? Sao nay đứng đây buồn dữ vậy? Bồ tao nói tao lăng nhăng quen hai ba đứa nó bỏ tao nữa rồi mày ơi. Ai kêu ông có bồ mà còn quen tùm lum chi? Được voi mà còn đòi hai bà chân. Tao mà biết gì tao không lăng nhăng rồi mày ơi. Cá thì tao bắt cá một tay thôi, chỉ có mày ngu mà bắt cá hai tay. Bắt đù dữ trời. Thằng đó nó nói ai vậy? Chắc nó bắt cá thiệt á. Nó nói tao chứ tao lụm nó luôn.